Nó bơi rồi. Nó đang lấp muối. Xã hội mà không quản lý được mấy cái ghế này thì là cái xã hội này nó rách nát như cái ghế này. Anh ăn như ghế này luôn. Tôi đã viết đơn mấy lần. Dạ. Tôi bảo là ông hết cả, các kiểu. Ông năm nay bảo chúng mày ngu lắm, hàng triệu người đi nước ngoài ăn tốn tiền của dân. Chỉ cần bước ra khỏi cái Việt Nam thì trông thấy là những cái này của nó rất là văn minh. Tôi không nói các cái mẫu ghế mà tôi thu thập từ ở Đức, ở Pháp hay ở Italy, mà các cái nơi khác đơn giản như ở bến tàu. Đã rồi, quá tồi. Ông năm nay bao tuổi rồi? Cái này nó thể hiện 100% cái xã hội của gạch nát. Tất cả các số khác nó cũng gạch nát như thế này dưới mọi hình thức khác. Ông năm nay bao tuổi rồi? Rất tiếc là những người làm được thì không được dùng việc làm. À quên. Trả công không đúng. Cái ghế này nó còn mỗi mổ đây. Tôi đã già rồi. Tôi phải đi làm, mà tôi đi làm ở nhiều nơi trên thế giới. Tôi nói 4-5 thứ tiếng, nhưng không phải tôi nói 2 thứ tiếng. Nhưng mà tôi về Việt Nam những cái khổ năm tháng cuối cùng để ông ơi. Chết ở trên cái đất mẹ này. Ông ơi. Ông tay ông nặng rồi. Ở Việt Nam này, thấy Việt Nam này đi tây khổ. Chó Việt Nam nuôi còn biết 2 ngoại ngữ mà. Tất nhiên. Đấy. Anh làm sao mà con chó nó được? Đúng. Đó. Chó có người đẹp lắm. Mình thèm của lớp nó không thèm mà cũng có chó còn biết 2 ngoại ngữ. Các cái mẫu ghế ở những chỗ này